Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến các bạn cách nấu ăn trong ngày 30 Tết của người Hàn Quốc. Và trong ngày 30 Tết thì cả gia đình cùng quây quần lại, đặc biệt là những cô con dâu hay cùng mẹ chồng sẽ nấu ăn. Và đây là những cái đồ nhà mình sẽ chuẩn bị để cúng cho Tết, đặc biệt là cúng tất niên và cúng vào ngày mùng 1. Gia đình nhà mình thì cúng tất niên ngày 30, là tối ngày 30 và mùng 1, cúng một lần nữa vậy là xong. Ngày hôm nay thì ngày 30 nấu để chuẩn bị cho sáng ngày mùng 1 cúng. Chuẩn bị sẵn các bạn ạ, chứ mùng 1 mà đi chuẩn bị đồ mà nấu nướng rồi cúng rất là mệt. Trong những cái món ăn ở Hàn Quốc họ chuẩn bị thì đa số chỉ là những cái món rán. Ví dụ như cá rán, đậu rán, rau rán, rồi là khoai lang rán. Tất cả những cái món thì đều được chiên với bột chiên giòn cùng với trứng gà. Như các bạn đã thấy đây thì mình cùng với hai chị dâu và em dâu cùng đang nấu ăn. Nếu mà gia đình ít người thì phải nấu rất là nhiều, có lẽ là sẽ mệt hơn. Tuy nhiên thì gia đình mình được cái cũng khá là đông các cô con dâu cùng nhau nấu nướng. Công việc thì nó không có nặng nhọc cho lắm. Đấy, các bạn thấy đậu này rồi cá họ cho vào chiên hết. Mỗi nhà thì họ sẽ có những cái cách chuẩn bị thực phẩm riêng. Mỗi cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc thì có những hoàn cảnh riêng. Có người nói là cả bay mấy cái Tết không phải động tay, động chân nấu nướng hay dọn dẹp gì cả. Có người thì nói là phải bận túi bụi. Nói chung là mỗi gia đình thì có một cái truyền thống và cách sống riêng. Và món ăn này thì đa số là phục vụ cho người sống. Vì vậy là bây giờ nấu những cái món mà người sống thích ăn để cho vào cúng. Theo truyền thống của người Hàn Quốc thì cũng có rất là nhiều những cái món bánh kẹo rồi những cái thứ rườm rà bây giờ họ cắt bớt rồi. Và sống rất là hiện đại và đơn giản hơn. Ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bạn một số những cái văn hóa chuẩn bị đồ cúng tại Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.